Xin chào các bạn, hôm nay Khôi Tùng một cái sản phẩm này cũng tương đối mới của Hà Nội Lab đấy. Cái con này là Microsoft Surface Laptop Studio nhé. Con này là có i7 thế hệ 11 RAM 16GB, cứng SSD 512. Đặc biệt con này là cả Nvidia GeForce RTX 3050 Ti nhé, màu Platinum. Anh tên gì nhỉ? Bạn không có xuất hiện. Thế sao em biết đến Hà Nội Lab không? Em giới thiệu bạn. Cái sản phẩm này bây giờ anh mở ra để xem kiểm tra. Và thẳng hàng là new. Giá con này là mình không công khai, giá con này là trên 20 và dưới 30. Rất đẹp cái hộp này. Con này có thể gọi là hàng open box, chỉ sau với hàng brand new thôi. Và cái số lần sạc của con này chưa sạc lần nào. Anh kiểm tra anh cầm xem có vết tích gì sử dụng hay chưa nào. Xin lỗi. Thương mặt anh xem cái vết tích bên ngoài sau. Đúng không? Chưa có vết gì đúng không?